Sốp Ngọc Bích, ý bạn là tôi đổ điêu cho anh ta phải không? Sốp Ngọc Bích, cứ thích đi ngược lại với đạo đức số đông cho nó ngầu, ha ha. Nghi lắm, có khi là người nhà của tên dê sồm đấy. Chuẩn luôn. Hồng Nhung, tuyết rơi mùa hè, hai đứa chúng mày đừng có ngậm máu phun người. Căng rồi đấy chị ạ. Này chị bảo, em cứ kích cho hai đứa chúng nó chiến nhau, kiểu gì cũng sẽ lộ ra thông tin gì đấy. Vâng ạ. Sốp Ngọc Bích, đều là phụ nữ mà đi ủng hộ bọn biến chất thì cũng là kẻ biến thái thôi. Hay không được vỗ mông nên ức ha ha. Hồng Nhung, cứ gieo khẩu nghiệp đi, tao có bằng chứng đấy. Gã đã cắn câu rồi. Để chị. Sốp Ngọc Bích, tớ tin bạn. Bạn cứ post bằng chứng lên cho chúng nó sáng mắt ra. Em vàng. Có thì bóc phốt đi, không thì làm chó nhá. Sao rồi? Trông hai thám tử tư nhà mình là trầm ngâm lắm. Đã bảo rồi, điều tra thật còn chả ăn ai, nên là cứ chơi mà ảo. Chị ơi, Sốp Ngọc Bích gửi clip lên rồi này. Đâu, mở đi. Đây là clip bạn tao quay được. Hồng Nhung, mày mới là chó dại cắn người nhé. Đưa anh xem nào. Được việc anh nhá. Vợ anh quá tuyệt vời luôn. Thế là được thưởng một cốc trà sữa. Ôi mát chị ơi. Đây của chị đây. Chị xin. Đi chết. Gì đấy? Bố. Đó. Con được minh oan rồi bố ạ. Thật không? Dạ. Ai giúp con đấy? Dạ vợ con ạ. Con chào bố. À đây rồi. Con chào anh. Cả nhà biết tin vui của anh Đạt rồi ạ? Em lập công lớn rồi đấy. Thế mà anh cứ trách móc em. Thôi để bố lên nhà thắp hương báo tin cho mẹ con. Để mẹ con bớt lo nhé. Chết rồi. Lo được cái gì? Thằng. Thôi. Bây giờ như thế này, bố sẽ lên nhà thắp hương cho mẹ để báo tin vui. Còn chồng, anh lên cơ quan đi để nhận lại sự trong sạch của mình. Để anh lên thay quần áo nhá. Anh Tố. Anh đi với em. Em có việc quan trọng, cần nhờ anh giúp một tay đây. Nào mọi người ơi, chúc mừng anh Đạt được minh hoa nào. Ui dồi, kẹo cơ. Cảm ơn anh Đạt nha. Mọi người ăn đi. Dạ vâng. Em này ai mà chú đáo thế nhỉ. Giờ thì em tin vào câu nói của chị Son rồi. Cây ngay không sợ chết đứng anh nhỉ. Còn câu nữa. Gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Dành cho những cái kẻ thích hãm hại người khác anh ạ. Ông Tiến có nói quá. Tôi nghĩ cô kia tố cáo anh Đạt chẳng qua là hiểu lầm thôi. Chúc mừng ông Đạt nhá. Chúc mừng ông tai qua nạn khỏi. Vợ ông giỏi thật đấy. Cơ quan thanh tra người ta chưa tìm ra bằng chứng, thế mà cô ấy tìm ra. Chúc mừng ông. Thế người ta mới nói ở hiền thì gặp lành. Chuẩn luôn. Anh nói gì được cái đúng rồi. Ăn đi.